làm lãnh đạo khổ thế mà cứ giành nhau làm gì? Thời trai trẻ thì cha tấn ngục tù, bây giờ làm tổng bí thư rồi tưởng sướng, nhưng mà hy sinh hết cả tình duyên đấy. Tôi ở gần bác nhiều năm, tôi biết đêm nào cũng thức đến gần sáng ấy, thế mà vẫn yêu đời, vẫn làm thơ đấy nhá. Hình như là có bài thơ mới. Xiềng xích chặt kỳ hết, đứng trên bục phát biểu dưới lá cờ đỏ búa liềm tung bay. Còn điều thứ hai là được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng không kịp nữa rồi. Kiểu chú Phương, đừng nói thế. Bác ở lại giữ gìn sức khỏe, em luôn dõi theo ba kẻ chúc phương. Bí mật, tội ác tày trời của các ngươi không thể tha thứ được. Dạ,
qua tê chứ em. Mày! Anh ơi! Thôi! Em cắn rơm cắn cỏ em xin anh! Anh hãy tha cho chúng em một con đường sống để về quê làm lại cuộc đời ạ! Dạ! Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cho nên chúng em phải bán nước theo Tây! Chứ thực ra ấy thì... Anh ơi! Cái số... Số con gì rồi? Vì những một loại người bán nước hại dân như các ngươi mà bao đồng chí của chúng ta đã hy sinh, bao nhiêu cơ sở đảng phải tan rã, những tổn thất không thể đo đếm được. Thay mặt Tổng bộ Việt Minh, tôi ra lệnh xử tử hình Quát Địa, Lý Bất để làm gương cho những kẻ bán nước hại dân. Các đồng chí, hãy giải đi. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con nhân dân, chúng ta đang hoạt động trong giai đoạn nửa bí mật, nửa công khai. Nhưng việc bọn chúng lọt vào đến đây để hành thích tôi có thể nói rằng rất nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc đảm bảo về an ninh chính trị, về nơi ở hoạt động của các đồng chí cán bộ là vô cùng quan trọng. Các đồng chí rõ chưa? Rõ! Mời chị. Thưa đồng chí, nhân dân ta đang sống trong cảnh một cổ hai chồng. Người nông dân đang chết đói trên chính đồng ruộng của mình vì không có đất mà cày cấy. Xin hỏi đồng chí, với tư cách là Tổng Bí Thư, đồng chí sẽ có những phương án gì để giải quyết vấn đề này ạ? Cảm ơn chị, cảm ơn bà con. Một câu hỏi rất hay. Nhưng để làm được điều này, trước hết chúng ta phải tập hợp đầy đủ các lực lượng, phải xây dựng các căn cứ địa, phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh công tác binh vận để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. Thì lúc ấy tôi chắc chắn rằng ruộng đất sẽ trở về với tay dân cày. Ngoài ra, tôi vừa hoàn thiện bản đề cương văn hóa với mục tiêu thức tỉnh, nhằm tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, những người hoạt động văn hóa yêu nước tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền độc lập của nước nhà, xóa bỏ sự nô dịch của chế độ thực dân, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng. Hỡi quân dân cả nước, chúng ta hãy sẵn sàng. Quyết giành độc lập tự do, chèo trái tim như sóng hồng cuồn chảy. We'll be right back.
với vở Trọn đời vì nước non. Để tạo nên một vườn hoa tươi thắm, một vườn hoa ấm nồng của nghệ thuật chèo truyền thống.